Top 10 loài chim biết nói tiếng người được ưa chuộng nhất hiện nay, bạn đang nuôi loài chim nào không? 10. Gracula religiosa. 9. Blue-fronted Amazon. 8. Yellow-crowned Amazon. 7. Cockatoo. 6. Monk parakeet. 5. Indian ring parakeet. 4. Vidi eclectus parrot. 3. Yellow-naped Amazon. 2. African gray parrot. 1. Budgerigar.